Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ chủ đề nói về còn một cuộc cột kèo xa vách, người không tu sạch bách không còn. Tiết Già chia sẻ bài này để các bạn tu. Chứ nói chung là hả hai cái câu này là đã hàng trăm năm nay rồi, trong sấm giảng rồi cho nên á tại vì mình không có đọc trong sấm giảng là mình chưa có hiểu hôm nay mình đã biết rồi thì mình bước vào đường tu đi các bạn nếu mà mình không tu á là coi như là sạch bách không còn đời nay như nước cờ cùng nói cho già trẻ giữ gìn tu thân có nhiều người sẽ thắc mắc nói rằng á bộ tu rồi hả không chết sao tu không tu gì coi như cũng lìa xa cái trần gian này hết nếu như người tu á mà họ có bỏ cái xác phàm này đi nữa đó thì á ít nhất á, là cũng thọ được từ 60, 70, 80, 90, 100. Còn đến những cái cuộc mà tẩy trần sàng lọc á, thì ra đi với cái tuổi còn rất trẻ. Các bạn cứ hả nhìn như vậy là các bạn cũng đã đủ hiểu rồi. Ở đây á, là mình xin nói rõ ràng. Đối với các vị mà Bồ Tát á, khi mà xuống thế á, là xả thân hành đạo Rồi khi cũng như là các vị hết nhiệm kỳ thì các vị trở về theo lệnh của ơn trên coi như là tất cả không có giống nhau ai cũng rời khỏi cái trần gian này mà mỗi người rời khỏi một cách khác nhau các bạn nhìn như vậy các bạn cũng đủ hiểu rồi khi mà hả những vị bồ tát xuống thế rồi á các vị hết nhiệm kỳ là các vị ra đi là các vị trở về trở về theo lệnh ơn trên còn người trần ai á họ sao nè ham sống sợ chết hoàn toàn khác nhau đúng không các bạn người tu á thì coi như người ta hết nhiệm vụ rồi thì rời khỏi trần gian này rất là nhẹ nhàng còn cái người mà giống như ham của thế cái người mà thích sống ở trên trần gian này ham danh ham lợi á người ta rất là sợ sợ hãi hùng sợ những cái cuộc sàng lọc dữ lắm các bạn rồi đến cái lúc sàng lọc á là họ vang vái liên thiên vì họ rất sợ hãi vì chưa kịp tu chứ nếu tu rồi là không có còn sợ hãi nữa các bạn cũng như người tu hành á là khi sống ở thế gian này á là họ tự buông bỏ hết nè, nhà, cửa, xe, cộ, tình yêu, luyến ái. Còn người mà chưa tu á thì họ sao? Họ rất là sợ mất nhà, mất tài sản, mất tình yêu. Coi như là họ gào thét, họ kêu lên, họ than thở thì các bạn nhìn thấy coi như là giữa người tu hành và người không tu hành hoàn toàn khác nhau nha các bạn chứ người nào cũng hả không có thể nào ở lại trần gian này lâu được người nào cũng phải ra đi thôi nhưng mà mỗi người coi như là có cái cách ra đi nó khác nhau người tu ra đi khác bồ tát ra đi khác người trần gian liếng ái mà ham của thế là ra đi nó cũng khác nữa đó các bạn mình chia sẻ với các bạn bước tới đường tu trong cái thời kỳ mà đại ân xá để được gì được hưởng hồng ân năm nay đời đã tới rồi phật sai xá tội dậy thời cho dân may mà trời phật bố ân xá bớt tội nọ thanh nhàn tấm thân đó các bạn thấy không trong cái thời kỳ đại ân xá này coi như mình bước tới đường tu á các bạn biết không mình được gì mình được đại ân xá thì mình được thanh nhàn tấm thân mình không có gào thét mình không có kêu la rồi mình không có khổ ải khổ sở nói chung là hả có khổ nhưng mà khi nào mà mình chưa tu đó các bạn thì coi như trước khi mà mình không tu thì mình rất là khổ đó các bạn khi mình bước vào đường tu rồi là thanh nhàn tấm thân tại vì mình được xá bớt tội nọ cho nên cái thân xác phàm này mới được nhẹ nhàng đó các bạn đây là cái thời kỳ á, xá tội lần ba chính với sứ mạng cứu vớt chúng sanh trong cái thời kỳ hạ quân này mà Phật tiên lâm phàm đó các bạn Cũng như trường hợp của sư giải bán khoai Ông cho biết thân tôi còn ở trên trời Phật sai tôi phải đôi lời giáo khuyên Tôi nay dân lệnh Phật trời Rao cho thiên hạ dưới đời đặng hai Sư giải bán khoai là dân lệnh coi như là Phật trời Để xuống thế gian này để giáo khuyên người đời để cũng như tu niệm tại vì ngài biết trước ở trần gian này á là sẽ xảy ra những cái cuộc mà gọi là thiên tai lũ lụt những cái cuộc sàng lọc những cái cuộc khổ đau trên trần gian cho nên ngài mới xuống phàm trần này để giáo khuyên nhân loại để tu hành đó các bạn sứ mạng của sư giải bán khoai á là ông quá hiện nè rồi có khi ông chuyển kiếp nè không có biết bao nhiêu lần và bao nhiêu thân luôn đó các bạn rồi ngài đi giáo khuyên khắp cõi trần luôn vì ông biết đời hạ quân này nó mỏng mẻo lắm tan thương chết chóc rất nhiều nè Ông đem hết lời Phật dạy mà khuyên răng chúng sanh Ông cho biết cũng như là những lời của ông nói ra là không phải của ông Mà lời của Phật Tây Phương đó các bạn Nói chính ông cũng như là hạ giải thích và nói như vậy luôn đó Tức là lịnh ơn trên mà ban xuống đó giảng này của Phật Tây Phương cho khùng đặng dạy Cứu An Dương Trần tức là Ngài đã lãnh lệnh truyền từ Tây Phương ngày trước á thì sư dạy bán khoai hai giả dạng ăn xin cũng có nè khi người buôn bán cũng có nè rồi ngài cũng như là xưng khùng xưng điên đi từ xứ này qua xứ nọ từ thành thị đến thôn quê để khuyên răng người đời tu niệm rồi có khi á có những người người ta nhìn ngài á tại sao mà à, mặc đồ cũng như là nâu sòng bô giải như thế mà khuyên người đời tu niệm cũng như có người thì hả nhìn ra có người không nhìn ra đó các bạn rồi ngài đi từ thành thị cho đến thôn quê để khuyên răng người đời còn bây giờ nè là có đầu đà minh tệ Phật Vì không còn kịp nữa nên lấy thân mà giáo hóa chúng sanh đó các bạn Thầy minh tệ cũng biết trước mà nói không còn kịp nữa nên thầy đâu có nói gì đâu thầy minh tệ á, là chỉ khuyên mọi người ăn chay giữ giới tu hành tại gia làm việc thiện bởi vì thầy biết trước là hả không có còn kịp nữa cho nên nếu như mà hả nói về phật pháp rồi Phật Pháp thì rất là bao la Phật Pháp rất là dài dòng Rồi Phật Pháp coi như là 84.000 Pháp môn Rồi họ làm sao mà coi như có thời gian Để giảng dạy nữa Cho nên kỳ này á là Ngài Minh Tuệ á là không có nói một câu gì hết Chỉ có gối gọn Dài chữ thôi đó các bạn Để cho ai hữu duyên á Thì coi như ăn chay giữ giới tu hành tại gia làm việc thiện còn ngài mà biết trước á, những gì á, thì ngài không có nói kịp ngài chỉ khoát những cái khăn lên các bạn nhìn những cái màu khăn mà hả màu đen màu trắng màu tối thì các bạn biết rằng trần gian sẽ xảy ra những cái chuyện không có được tốt lành đó là tiết già chia sẻ để các bạn nhìn như vậy các bạn biết rằng trần giang hiện tại bây giờ là đi vào cái cơ mà gọi là sàng lọc rất là gắt gao luôn bảo có thể kéo đến không biết lúc nào mà cũng không biết nơi nào không biết quốc gia nào mà cũng không biết tỉnh nào luôn các bạn ơi tuyết gia chia sẻ đây á là để cho các bạn bước tới đường tu chứ bây giờ những lời tiên tri á coi như nó ra hết rồi bây giờ không có còn bàn cãi nữa bàn cãi nó hết kịp rồi đó các bạn nó mỏng mẻo lắm các bạn ơi nó tới nơi rồi nói chung là bây giờ mình tu á là để mình ra đi để lìa khỏi cái trần gian này mà mình được gì mình được có được cái phước tu hành còn hơn á bây giờ á mình không tu là coi như mình ở tại thế gian mình cũng khổ mà mình ra đi mình cũng khổ nữa các bạn mà cái thời kỳ này á là thời kỳ hạ quân cuối tức là hạ quân này thể như bèo nay còn mai mất hiểm nghèo thon giòn lớp thì bệnh tật gầy mòn lớp thời bảo lục nhân dân khốn nàng lớp thời xu thế đa đoan lớp kia lớp nọ khổ nàng biết bao các bạn biết không ở tại nhật bản nè mà mỗi lần mà tiết già đi mua gạo á là hai muôn lần mấy chục ký Tại vì mình mua để dành như vậy mình khỏi có phải đi nữa đó các bạn. Mà ăn hết mấy chục ký là coi như là cái giá tiền nó phải lên gấp đôi, rồi hả mua thêm mấy chục ký nữa là lên nhân lên nhân lên hoài luôn. Bây giờ lên giá hoài luôn là tại vì cái thời kỳ này là lớp thời xu thế đa đoan thuế má vật chất trên cái trần gian này cái lý do là tại vì mùa màng thất bát á các bạn gió mưa cả bão liên tục nó ngã hết những cái cây cối ruộng đồng cả lúa thóc nó ngập hết luôn thì dĩ nhiên là nó phải lên giá rồi rồi cái cuộc sống nó rất là khó khăn luôn đó các bạn rồi mình bước tới đường tu là mình trước tiên á là mình được gì mình được an nhàn tấm thân mình được có chén cơm ăn nè ấm bụng nè mình được có cả mảnh giải che thân nè chứ nếu như á, mình thiếu phước á, là coi như giông gió bão bùng thiên tai lũ lụt cuốn trôi nhà cửa coi như là tài sản cũng như là những cái vật chất trên trần gian á, là hạ phương tiện như là cơm nước gạo thóc những cái cần thiết nhất để cũng như mình sinh hoạt sinh sống hàng ngày mà nếu như mình thiếu phước là coi như mình cũng mất hết không có để sống tiết già chia sẻ và xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng bước vào đường tu ăn chay giữ giới làm việc thiện tu tại gia để các bạn có được cái phước sống trên trần gian các bạn hạnh phúc tại cái gia đình của các bạn video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo